Bữa hôm qua dốt cho có tra hả? Câu rồi không? Câu cá tra mẹ. Mẹ cho con nguội nè Sơn. Con nguội để cá tra hả? Út về út rải cho nó ăn. Xong cái tự nhiên út thấy nó lại ăn kêu lấy cục chuối út thải xuống út không? Bóng bóng ăn vàng hả? Lên ăn cơm vàng cơm bạc cho ta hả? Nãy hết luôn hả? Dạ. Bữa nay lạp xưởng nay đều quá trời đều luôn. Mà đều nữa sao? Dạ. Tay cộng kéo rồi cầm gì? Nãy có chị Lan ở bên Hà Lan á, nói được rồi mua cái dứa mẹ ngon quá chừng. Chị nói đợt này mua thêm về để biếu bà con bạn. Dạ. Nói đợt rồi chị biếu cho người con khen quá, giờ phải mua nữa. Cái chỗ khen đó hả? Dạ. Khen phải mua nữa. Khen là khỏi khen. Khen phải mua nữa chứ sao giờ chị Lan ha. Nhờ dì Út kia tăng ca ha. Cá tra có dì Út xử xong rồi. Chưa xử chưa? Dạ, giờ nấu canh vừa kho. Ngon không? Dạ ngon. Dạ, chứ cá tra của Út nuôi á là nó gần sông á, nước ra vô nên nó dạ nó ngon, nó không bị hôi. Mà qua Tết rồi cái nước mập lên xin. Dạ. Nó ăn được Tết. Mình ăn Tết nó con ăn Tết. Mình ở sớm á, mấy anh mấy chú mần gà, mần vịt rồi đó xin. Dạ. Cho nó ăn. Cho nó ăn được. Dạ. Ừ. Có người ta cho ăn trứng hột vịt lộn hả mẹ? Ung chứ. Ừ, sát con nó con. Thịt vịt sát bao. Nó dạ. Không có nở. Nó không có nở con cái hồi nấu. À phải nấu hả? Chứ để sống vậy ăn. Nấu phải chứ dạ. Chứ để nguyên vậy ăn nó đau bụng. Để nguyên ăn không được hay gì? Dạ. Thế Hà đang chơi gì đó? Vậy hả? Mới nổi rồi. Vô bút trên nó không con, hôi liền luôn. Vô tẩm cái bữa có chị ăn nha. Đâu có cho, thành ra mới không vô đó. Đổ bao câu được nhiều cá không? Có một con đó hả? Trời, không có con đem cho rồi. Chứ sao? Vậy là con biết ở nhà không ta ăn. Người ta ăn thì còn á không? Mình ăn hết đúng không? Không có, tại sao không? Tại cơm nguội của mẹ sắp về thải xuống cái đăng kia. Ôi, này là cơm nguội không phải nuôi nó mà. Nghe nhớ hả? Ăn có người nào thì người đó ăn lại nó hả? Nằm đó chờ con mà. Thế thương mày. Minh mẫn như lắm mà giờ không có đi đâu được hết. Rồi giờ chờ con cái về mà ai cũng bận rộn á. Đâu phải lúc nào cũng đi về được. Canh nè, chị Năm ở gần nè. Dạ. Hồi xưa còn có dì Mười ở gần. Ừ. Rồi cậu Tư lúc đó chưa đi nước ngoài nữa. Cậu Tám cũng gần. Cậu Tám cũng gần nữa. Dạ. Giờ đi hết rau. Dạ, có cậu Sáu nữa. Cậu Sáu ở chung. Hồi nãy Năm điện con á. Là đang đâu ạ? Con ở dưới tiệm muốn tóc á. Vậy hả? Vậy là Năm nói ở trên bảo chứ. Ủa tóc chưa quắn mà. Để tóc quắn đó, ông luôn tóc quắn. Đi không tóc quắn hả? Tóc quắn. Xong cái Năm điện con, cái con nghe điện thoại, cái mấy bạn ở dưới đó con nói chuyện với Năm, cái mấy bạn hỏi ủa ai điện vậy Út? Nay chị của Út, chị thứ Năm. Ủa sao Út sinh con vậy Út? Út sinh con. Tại chị Năm Út lớn hơn Út nhiều lắm, Út sinh con quen rồi. Nhà làm gì đó con? Ủa chơi gì mà nó im vậy, nó không quậy chứ? Dạ. Để rủ Sơn Hùng ra hút chân không lập xưởng. Lấy đồng dương của mẹ nó hoài nó uống canh. Trời ơi, bán không kịp với nó luôn. Nước canh, ốc canh tự nước lấy à. Bán cho vui vậy thôi chứ là nước gì. Lời chứ lỗ. Thì bán cho thấy bận rộn. Thôi chứ không lỡ lời gì, bán cái lại cái. Không. Bán cái lại lấy cái. Ê. Bán cho thấy bận rộn vậy thôi chứ là nước. Được không? Hút chân không nghe sao không? Hút đổ nãy rồi đừng hỏi tại sao. Đừng hỏi.
thấy con Hùng thấy thương quá. Kêu anh Hai rằng anh Hai ơi. Anh Hai. Anh Hùng ở bên nhà bên đây bắt Năm xin ca cái mấy kia kêu anh Tị anh Đức. Mà chị nói với anh Năm á là chị kêu anh Năm mà nói mấy người khác là kêu anh Đức. Còn kêu ngay ảnh thì chị kêu anh Năm chứ không có kêu anh Đức. Ở nhà là ai kêu anh Đức thì lùng kêu tên. Nó người em là tốt rồi. Thế Hà làm gì sao nhà? Làm nhà hả? Cỡ nó vài hôm nữa có cái ăn mừng nữa nè, rủ về Úc ra nghe. Ừ. Chiếc máy bay của con á. Sửa lại được hả? À, nghe nói sửa rẻ tiền. Dạ. Đợt trước tưởng đâu hư rồi. Mà mới đầu gửi đi thì tưởng mất tiền hả? Dạ tại vì sợ sửa không được á Úc. À. Ví dụ như con dự định trong đầu ví dụ như sửa cái máy bay đó đem lên tính là sửa 7 triệu đi mà giờ chỗ người ta sửa 1 triệu còn lại 6 triệu à mừng hết. Tính là hư bỏ là mất 1 triệu á. À. Còn thấy con trên đó. Tại vì mấy cái này á là mình giống như hàng ít người dùng á, nó rất là khó có linh kiện để sửa. Chứ còn mấy cái hàng thông dụng như tivi, điện thoại thì rất là dễ. Có khán giả nói ở nhà có Nhật Kiều xin lên giữ vậy. Mà Nhật Kiều có xem là cậu Tư hả? Dạ. Để anh coi cậu Tư có tặng không? Nói giỡn rồi cô chú ha. À, tiền có ai người đó làm thì người đó xài nha. Chứ đâu có chừng được. Tại mẹ đang ghẹo. Cái mấy anh chị khán giả cũng ghẹo. Nói nhà có Nhật Kiều mà sao ren quá. Cậu Tư mới định nắm tên tao à. Tao ở nhà đông lắm à. Nhà tới 10, 17, 18 anh chị em. Làm gì mà tới lượt tới cháu hả? Mấy anh chị em còn dâu nữa. Tính ra nhà bà ngoại đông ghê thiệt ha. Dạ. Còn cháu là tính tới hàng trăm rồi giờ sao mà tính được. Giỏi, anh ơi sách lên rồi, ai mượn đâu. Còn ráo. Giỏi đi Phương. Nó leo vô rổ rồi kìa. Té thôi nha. Nó ngoan lắm. Bữa nay bệnh nó mới hẹ anh chút. Dạ. Thì hôm nay xin xuống nhà anh khóc hả rồi. Dạ. Nó ngủ với Năm mà nó khóc. Chị dỗ không đến. Chị hỏi chứ đi ra ngoài không con, nó la lên. Chị hỏi chứ uống nước không con, cái nó la lên. Cuối cùng chị dụ nó. Chị ẩm ra ngoài xong rồi chị nói ở đây rắc mũi tha bà nội với con đi. Chị mới chỉ lại đằng cái tấm niệm, lại niệm cái chị mới nói ở đây nó rắc mũi thằng lặng rinh đi luôn. Dụ đi. Chị nói thầu cào cho nó sợ. Ai kịch cái cửa gì sao nhau. Ai biết. Nói còn hư, ai biết. Thôi chết. Ai biết. Biết thiệt là người á. Dạ, dạ. Nói xin Hà ơi, con ngủ đi để sáng dậy còn đi học. Dạ. Nay con đi học con không được khóc nữa nghe. Dạ. Con phải ngoan. Dạ. Chừng nào con khát nước kêu nội lấy nước con uống nghe. Dạ. Nội nói ai vậy con? Nội đang nói ai xin Hà? Cái là mình gợi ý. Em hỏi là ở ngoài cậu Phong nuôi con gì con? Cái nó nói cậu Phong nuôi con gì con gì? Nó nhớ. Nó nhớ gì sao? Mẹ. Gì ở ngoài nữa không? Hả? Gì ở ngoài nữa không? Cậu Phong nữa không? Ờ tí nữa. Đấy cậu Phong đang làm đậu phộng lên đó hả? Nay nhổ rồi đó hả? Đời không đời vô, nó thôi. Gửi vô cực khổ lắm, mình ăn không có nhiều. Bác Hương hả? Bác Hương này. Bác Hương này hả? Bác Hương mẹ hiếm được không ạ? Mẹ gì đây? Mẹ gì đây? Mẹ gì đây? Ba hơn mẹ hiếu. Con mẹ ai đây? Con mẹ ai đây?
ba đi nè. Banh gì đấy con? Banh gì đấy? Út gì? Út gì? Can nè. Ôi hay quá vậy ta. Ôi hay thiệt. Phải bột ba không con? Phải bột ba bảy. Không phải. Phải bột gì con? Phải bột lòng không? Không phải luôn, hỏi bột gì xin. Bột gì? Bỏ ở nhà thì thấy thương. Màu lì quá. Để gửi vô trường mới được. Lì không được, nó phải ta ăn á. Không ăn phải không? Mà sao mà Mươi Lan đói, đói bụng. Con ăn cơm đói bụng. Con ăn cơm với dòi vậy hồi trưa. Chiều nãy nó đau bụng như vậy. Nó đau bụng mẹ ơi. Hồi trưa nó đói. Con ăn cơm, con đói bụng. Đi ra bỏ này vô. Ơi, nó lên vô đó. Con để chồng lên đây nè con. Chồng lên sao không? Ừ. Chồng lên cao bên lên. Đó đó, cao lên, lên cái rổ đó đó. Sửng hùng hay quá. Anh hùng hay quá. Con khen anh đi con. Đàn đi. Mấy đàn cái đàn cho bố nghe đi. Ôi té rồi. Té rồi. Rồi nó ôm cái. Nó ôm cẳng anh hai nữa hả? Con thương quá phải con thương hai luôn phải không? Con đừng cắn. Nó thương con gì lắm á biết không Sơn Hùng. Nó ôm Sơn Hùng á, Út nằm xuống ôm. Anh Hùng ơi, anh Hùng ơi. Anh ơi. Con ơi. Nhìn con ơi. Nữa. Nhìn con ơi nữa. Nhìn con ơi nữa. Ơi, lật thưởng con mẹ xíu nữa. Lật thưởng mẹ hiếm, lật thưởng con mẹ hiếm. Nói gì nè, nói. Ôi nha, hết hồn. Ơi. Ôi nha, hết hồn. Cười nó cười. Anh hai giả bộ hết hồn cái, đúng rồi. Hết hồn. Vậy nó mới chịu. Hết hồn. Hết hồn. Hết hồn. Ơi đừng té anh ơi. Con để làm. Để làm con. Trời ơi, đụng anh dữ vậy. Tao con. Tao con anh à. Để anh làm con. Ôi da hết hồn. Ây da hết hồn. Ôi da hết hồn. Ôi da hết hồn. Đưa cái lỗ cho mẹ. Ôi sao nó lăn dưới thì ghê vậy. Ôi già hết hồn, ôi già hết hồn, ôi già, ôi già hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, con nó, ôi, ôi, mày ơi trèo đâu vậy, té chết coi, trèo xuống, trời đất ơi, té chưa, 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 xin lỗi nội. Xin lỗi nội. Đừng làm nỗi đau nha. Rồi cảm ơn Sơn Hùng nha. Giao lại cho bà Út không? Đó. Ngầu đầu á. Ôi đó chơi. Dơ nha, dơ. Đừng làm hết nước lên con. Rồi nằm xuống ngủ đi. Ngủ đi nhắm mắt lại. Chị Hà ngủ rồi hả ta? Chị Hà ngủ rồi chứ ngay. Ngủ hả nè. Trời lấy cái gói bỏ vô rổ rồi nằm. Ơ cười. Nó giống con mèo vậy á, khoái chui vô mấy cái góc nhỏ nhỏ vậy nè. Ơ cười.
Nó dành cái rổ rồi. Rồi lập xưởng máy ra lò cả nhà ha. Bây giờ mình sẽ bỏ đông lạnh để bảo quản đó. Ngày mai sẽ lên Sài Gòn ha. Con phá vậy sao bà Út làm? Nằm đây vui không? Sáng hè. Nhắm mắt lại ngủ đi. Hai. Sao thôi? Nay giờ Út qua phụ làm lạp xưởng mà không có gì đãi ha. Ăn trước hả? Ăn gì? Bữa nay là định nấu cháo gà đãi Út nhưng mà làm không kịp. Tại vì là do lạp xưởng nữa. Để hôm sau ha, nấu cháo cối Út. Gà tre có chút ép à, cầu chín cho. Để hôm nào kiếm thêm món nữa, làm hai món ăn mới được. Chứ có một món là ăn không đủ. Kiếm thêm món nữa. Chút ép nữa. Thì gà tre nó nhỏ. Dạ. Trời ơi, ta cho là mừng rồi. Người ta cho để ăn chơi phải cho để đẩy khách đâu. Ôi dạ. Vậy sao đếm? Đếm hai cái sẽ là lỗi, đếm hai cái sẽ là lỗi. Mấy ngày năm à? Sao? Giống như vợ đậu hả? Không có ăn chiếc nào mà sao mà có vẻ ít quá hả? Ờ, xách cái cân đi đâu? Anh thấy làm kiểu này là ngon nhất á em. Chứ còn như mà mình nướng thì nó cũng ngon nhưng mà nó hơi khô ha. Do ít mỡ. Mình làm chín xong rồi mình có thể nướng lại cũng được. Làm chín xong mình chiên lại thì nó ngon ha. Tại hồi xưa mình làm mỡ nhiều. Sau này mình ít mỡ nên nó hơi khô. Tại bà con mình giờ cũng hạn chế ăn mỡ đó. Nên là cái tỷ lệ mỡ rất là thấp ha. Nếu mà thấp nữa là ăn không được cô chú ha, nó cứng như cây củi luôn á. Bây giờ Tiến sẽ chiên để thử coi giờ khẩu vị không ha. Cái này thì thường á là mình đã có liều lượng mình cân hết rồi à, nhưng mà khi làm xong á mình vẫn phải kiểm tra để cho chắc à, nếu mà như cô chú mình muốn chanh chín á thì mình có thể cắt nó ra rồi mình làm chín, còn không á mình để nguyên chiếc, sau đó mình đổ nước cho nó hơi sắp sắp ngập chiếc lạp xưởng ha. Mình nấu tí xíu nó cạn nước thì coi như là xưởng chín rồi. Sau đó mình cho thêm xíu dầu á, cái mình lăn qua lăn lại giống như mình chiên áo nó lại á, thì nó sẽ rất là ngon. Chứ còn mình để nguyên chiếc mình chiên á, nó sẽ cứng, nó không có ngon. Do cái này á là mình làm rất là ít mỡ, 8 thịt 2 mỡ đó, nên mình chiên xong nó sẽ cứng đó. Mình cho nước vô mình làm chín trước. Hoặc là cô chú mình cũng có thể hấp trước nha. Mình hấp trước cho nó chín mình chiên sơ lại. Rồi leo xuống. Nhá. Leo xuống. Lẹ đó. Leo xuống ăn lạp xưởng nè. Leo xuống đi bà cho lạp xưởng. Leo xuống này. Đó, được không? Leo được không? Chắc u đầu quá. Leo xuống đất nhanh. Đấy. Rồi leo xuống luôn. Trời ơi té bây giờ. Leo xuống khỉ lắc. Leo xuống nhanh. Leo lên. Rồi nó khỉ kìa. Bà nội vô kìa, không xuống rồi bà nội đánh đòn chết. Nhanh. Leo xuống thẻ. Nội ơi, Sơn Hà xuống rồi nội ơi. Đây xong rồi, xuống rồi.
Để ra cho Út cái mẹ thử luôn. Sáng Hà đi ăn lạp xưởng không Sáng Hà? Ra mẹ cho lạp xưởng à? Thử lạp xưởng Út ơi. Xong không? Nóng á, nóng á. Nó đồ ăn á, nãy giờ chưa ăn chưa? Nóng, ăn chưa gì? Đây, ăn cái gì dính? Kẹo, đây. Kẹo. Nãy giờ ăn lạp xưởng chưa? Nóng lắm nghe. Ăn không? Yeah, mày lấy đi. Bước nha. Ngon quá sao hả? Ăn không? Ăn không bụng đúc. Nóng quá à. Ăn không? Ăn nóng không có được. Nóng lắm. Nồi ăn còn chưa được. Ôi trời ơi, kỳ lắm. Kỳ lắm. Ngon không? Rồi, tới mình thử cả nhà ha. Xíu thử xíu. Vừa ăn hả? Rồi, mời cô chú mình thử lập xưởng luôn hen. Ngon không? Mình chỉ sợ trục trặc khi mà mình cái khâu cuối cùng á, mình kiểm cho chắc. Nóng lắm. Ngon quá. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Rồi, hẹn gặp lại cô chú mình ở video sau. Chào tạm biệt.